Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé. Lisa, về BTS, Park Bo Gum xuất hiện chung khung hình, gây bão toàn cầu vì ngoại hình quá đỉnh, rạng sáng 27 tháng 6 theo giờ Việt Nam, bộ ba Lisa, về BTS, Park Bo Gum đã chính thức xuất hiện tại show của Celine. Dần dần mạng xã hội suốt tuần qua là hình ảnh ba ngôi sao K-pop đình đám, Lisa, về BTS, và Park Bo Gum cùng bay sang Paris tham dự show diễn Celine Men SS 2023. Và ngày này cuối cùng cũng tới, rạng sáng 27 tháng 6 theo giờ Việt Nam, cả ba nghệ sĩ đã chính thức có mặt trên tại sự kiện thời trang này, lần đầu tiên xuất hiện trong cùng một khung hình tại fashion show nước ngoài. Lisa, về BTS, và Park Bo Gum khiến dân tình đồng loạt sôi sục bàn tán, kiểu tóc bạch kim của Lisa tại fashion show của Celine khiến người ta nhớ ngay về Lisa của những ngày đầu debut. Trên thảm đỏ AAA 2016, Lisa cũng để tóc vàng bạch kim xen lẫn chút ombre trên đỉnh đầu, lúc đó, Lisa còn theo đuổi phong cách nữ tính yêu kiều, gương mặt make-up đúng chuẩn Hàn Quốc. Mi giả, eyeliner sát chân mi, son cam lòng môi nên nhìn dễ thương và ngọt ngào, trong MV Kiss Love, Lisa cũng từng để tóc dài nhuộm vàng bạch kim, nhưng phong cách của nàng idol lúc này lại cực gợi cảm và cá tính với màu son. Mắt hồng neon rực sáng. Vẫn là đồ đen đấy nhưng thay đổi concept là Lisa đã đem đến một hình ảnh khác hoàn toàn, về BTS, là người nhận về đông đảo sự chú ý tại fashion show của Celine lần này. Đặc biệt khi anh chàng còn sánh đôi cùng Lisa và bản thân Park Bo Gum trong một khung hình, khoác lên mình set đồ da, áo da đỏ oversize và quần da ôm sát. Anh chàng xuất hiện nổi bần bật trên đường phố Paris, có điều, set đồ này của V lại chưa thực sự thuyết phục cho lắm, theo ý kiến của số đông, trưởng thành và chín chắn hơn V. Park Bo Gum chọn nguyên một cây đồ đen làm điểm nhấn cho lần xuất hiện này, đụng hàng với V trong cùng một kiểu áo kiểu quần nhưng Park Bo Gum đã khéo léo khoác bên ngoài áo dạ đen đi kèm áo vest. Tạo nên thần thái nam thần lịch lãm có nội hàm, netizen được dịp bàn luận rôm rả về lần xuất hiện này của ba nghệ sĩ Hàn Quốc, toàn ảnh camera thường hoặc góc chụp dìm thôi mà visual của bộ ba vẫn đẹp điên đảo. V và Park Bo Gum diện đồ đôi hay sao mà giống nhau thế, may mà hai cái áo vai khác, Lisa mãi đỉnh, body cháy điên lên. Khung hình gấp 3 visual là đây chứ đâu, Celine lần này sướng rơn, mời được ba nghệ sĩ gây bão cõi mạng, nói thật là bộ của V nhìn không đẹp, ai cho anh mặc bộ này vậy, V đúng là chiến thần visual nhưng bộ đồ thì không cảm được. Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé.